Như vậy là cuộc bầu cử năm 2017 của nước Đức mới kết thúc trong rất là gay cấn, tình hình rất là gay cấn hiện thời. Cái sự thành lập chính phủ bây giờ thì nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố. Đấy. Thứ nhất là cái sự cộng tác của đảng SPD, tức là đảng lớn thứ hai của Đức sau CDU CSU, liên minh CDU CSU. Đấy. Đấy, và thứ nhất, thứ hai nữa là phụ thuộc vào cái đảng xanh, tức là đảng Greener, xem là họ đàm phán và cộng tác với bà Merkel như thế nào. Thế nhưng mà phải nói rằng hiếm hoi lắm mới có một cái cuộc bầu cử mà nó phản ánh được tình hình của nước Đức hiện giờ. Đấy, đặc biệt khi xem cái tỷ lệ thắng cử của đảng AfD, đảng mới nổi hiện giờ, đặc biệt là ở miền Đông, thì chúng ta sẽ thấy rõ là cái tình hình của nước Đức giữa Đông Tây nó như thế nào sau gần 30 năm thống nhất đất nước. Đầu tiên các bạn phải hiểu rằng tình hình ở Đông Đức bây giờ rất là tệ hại. Tôi có quen biết rất nhiều người ở Đông Đức sang. Đại đa số người ở Đông Đức, đặc biệt ở tầm trung và lớn tuổi, họ cho rằng cái chế độ thời xưa ở dưới xã hội Đông Đức thời cũ thì cuộc sống của họ an toàn hơn, gọi là ổn định hơn. Bây giờ cuộc sống bấp bênh. Đấy, cuộc sống bấp bênh, thu nhập thì thấp, lương hưu trả tiền nhà là hết rồi mà cứ ngày càng bị cắt giảm đủ các kiểu. Đấy, thì họ bất mãn ở cái bởi vì là chính phủ gần như không đầu tư cho họ, mà trong cái truyền thông á, thì lúc nào họ cũng cho rằng à đó là do người cái bất công của xã hội Đức là người ta cứ cho rằng là miền Đông chỉ ăn bám vào miền Tây thôi, tất cả là miền Tây đổ tiền sang để nuôi. Đấy. Đấy, khiến cho người ta nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự ra thì nó thế nào, thực sự ra nó hoàn toàn khác. Người ta muốn làm cũng không có việc làm bởi vì nhà nước không đầu tư. Các tập đoàn họ chỉ cần thị trường, cần lợi nhuận. Nên họ không đổ sang miền Đông để đầu tư. Khiến cho cảnh người ở nhiều làng mạc, thành phố ngày càng dân số ngày càng giảm. Chỉ còn người già hoặc là những đôi vợ chồng đi ra ngoài thì đưa con về đấy để ông bà trông. Đấy. Nó giống như cái cảnh ở nông thôn Việt Nam. Đấy. Nhưng nông thôn Việt Nam, giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam thì nó lại khác. Đấy, nó khác ở một số khía cạnh, nhưng ở bên này á, nó là cả một cái miền. Đấy không? Từ Rostock xuống Bautzen là như vậy, là cả cái miền Đông Đức nó trong cái cảnh như vậy. Đấy. Cho nên người ta rất bất mãn, người ta cho rằng cuộc sống ở Đông Đức ngày xưa của họ ổn định hơn. Đấy, ổn định hơn bây giờ. Đấy, họ rất bất mãn với đảng CDU, tức là cái đảng mà của bà Merkel trước thống nhất đất nước, mà lúc thống nhất đất nước hứa những gì không hề thực hiện được, không hề thực hiện được. Ngày xưa ông Helmut Kohl còn tuyên bố là chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi thì miền Đông cũng sẽ đơm hoa kết trái, là có những cái sẽ kinh tế sẽ bùng nổ phát triển. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ miền Đông là đẩy họ vào những cái cảnh thật sự phải nói chính xác là cảnh đói nghèo, cho nên người ở miền Đông cứ phải chạy đi khắp các nơi để mà kiếm công ăn việc làm. Đấy. Thế rồi họ cũng bất mãn là như vậy, chính phủ đổ hàng trăm tỷ đồng để cứu ngân hàng, đổ hàng bao nhiêu tỷ để nuôi người 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 nhập cư do cái mấy năm vừa rồi họ bất mãn. Trong khi đó thì họ bỏ mặc người dân, chính người dân của họ ở miền Đông. Đấy. Nói thật sự với các bạn, cũng cái hoàn cảnh cũng không ai muốn là như vậy. Bây giờ phải bỏ quê hương xứ sở để mà đi cả. Nhưng thử nhìn sang xem. Bạn tiếp xúc với đại đa số người dân Đông Đức thời ngày xưa, họ đều cho rằng thời ngày xưa cuộc sống ổn định hơn bây giờ. Đấy. Và đó chính là cái lý do đảng AfD họ thắng cử ở miền Đông.
ngay từ cuộc bầu cử lần trước thôi. Đấy, thì khi ấy là giáo sư Lục là người cái sáng lập ra cái đảng đó. Ông đã phát biểu trên đài truyền hình rằng ông nói đại ý như thế này này. Tôi đã đi rất nhiều vùng ở bên Đông Đức, từ Rostock xuống Bautzen. Mọi nơi tôi đều gặp người ở Đông Đức, họ đều nói rằng cuộc sống của họ ngày xưa ổn định hơn. Đấy. Người ta đều nói như vậy. Nhưng phải nói thế này, cái đất nước Đức thì không ai chấp nhận, những người yêu nước không ai chấp nhận. Cũng giống như Việt Nam thôi, không chấp nhận, ai chấp nhận hai nước Việt Nam cả. Thì ở Đức họ cũng không thể nào chấp nhận hai nước Đức. Đấy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều mà họ 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 bất mãn là cái chính sách của giới cầm quyền và tài phiệt ở miền Tây đối xử với họ như thế nào. Đấy. Họ đã phá nát tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy như tôi nói trong video trước. Thấy không? Công nghiệp của Đông Đức còn hiện đại hơn cả Cộng hòa Séc. Trong khi đó Cộng hòa Séc họ giữ lại được ngành công nghiệp của họ hết. Tại sao Đông Đức không giữ được? Nó vào nó phá nát cái miền Đông, tất cả công công nghiệp nó ở miền Đông là nát hết, đẩy hoàn cảnh hàng triệu người ở Đông Đức vào cảnh đói nghèo và thất nghiệp ngay. Thất nghiệp ngay. Mà thất nghiệp thì sao? Thất nghiệp có nghĩa không có thu nhập, thì không mua hàng hóa, không sử dụng dịch vụ, thì những cửa hàng, những cái dịch vụ ở nơi đấy họ sẽ khó khăn. Khó khăn thì bắt buộc là họ phải di chuyển đi đến nơi khác để sống. Thời ngày xưa khi người Việt Việt sang đây ấy, làm về cái công việc nhiều lắm, có những người vào làm McDonald's. Cửa hàng McDonald's là cái thứ mà gọi là rẻ mạt nhất, nhiều người cũng chấp nhận làm, nhưng mà coi đấy là cái công việc gọi là vớ vẩn thôi. Đấy không? Thời ngày xưa thích làm không thích nghỉ. Đấy. Thật sự thế. Bởi vì McDonald's là công việc rẻ tiền rồi đủ các kiểu, làm gọi gọi cho qua ngày trong lúc chưa kiếm được việc khác. Đấy, thời ngày xưa nó là vậy. Thế nhưng mà chỉ một thời gian sau người Đông Đức họ kéo sang. Họ từ đấy là những cái đầu thập niên 90, sau này người Đông Đức kéo sang cuối thập niên 90 rồi cho đến bây giờ. McDonald's là cái chỗ thu nhập thấp, kể cả những cái chỗ người Đông Đức cũng chen chân vào. Đấy, họ sang đây nhiều lắm, từ các thành phố khác Đông Đức sang đây tôi gặp nhiều lắm. Bởi vì ở ở những quê nhà họ không có công ăn việc làm, đói thì họ buộc phải đi. Đấy. Thì cái cuộc bầu cử này á, nó phản ảnh đúng nhất cái nước Đức thống nhất gần 30 năm nay. Cái sự chia rẽ giữa hai miền Đông Tây. Cái sự chênh lệch đời sống giữa hai miền Đông Tây. Cái sự sai lầm trong chính sách của chính phủ Tây Đức cho đến ngày nay. Đấy, mà nó họ vẫn không chịu nhìn nhận. Họ vẫn chỉ coi miền Đông như là một vùng sống nhờ vào họ, tất cả những thuế hỗ trợ. Đấy. Gần 30 năm rồi. Đấy. Bây giờ thì tình hình ở Đức thì nếu mà các bạn để ý thì nó sẽ có một số xu hướng, tức là hoặc SPD sẽ tiếp tục với liên minh CDU để nắm quyền. Đấy. Đấy là thứ nhất, khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai là nhiều hơn là CDU CSU sẽ liên minh với đảng FDP và đảng xanh. Đấy. Thế thì ở đây thì nó cũng cũng còn chưa chắc chắn, chưa chắc chắn lắm đâu. Nếu như SPD nó phá, nó kéo ông Grun, đảng xanh, đấy, nó muốn phá, thì như vậy bà Merkel sẽ không thành lập được chính phủ mới. Mà tức là cái ekip hiện giờ vẫn nắm giữ quyền tiếp và sẽ phải có một cuộc bầu cử lại. Bầu cử lại trong vòng vài tháng nữa. Đấy. À, ở đây tôi ngồi đây là bên trong cửa hàng kia lối vào cửa hàng, cho nên phải để ý khách khứa ra vào ngồi ở đây đấy, lúc nghỉ đang ăn sáng uống cà phê, cho nên là tranh thủ ngồi cũng phải thỉnh thoảng ngó ra cửa hàng, cho nên tôi nhìn phải nhìn ra ngoài là như vậy, hiểu không? Thỉnh thoảng phải để ý ra. Đấy, thế nhưng mà quay trở lại chuyện bầu cử thì ở Đức nó sẽ là như vậy trong tình hình tới.
thì theo tôi thì khả năng ở Đức phải bầu cử lại sẽ rất là cao. Đấy, có thể là tầm cuối năm nay đầu năm sau sẽ phải bầu cử lại nữa. Đấy, thì bầu cử lại này á, khả năng CDU và CSU và SPD sẽ còn bị trừng phạt nặng hơn nữa. Đấy, AfD sẽ tiếp tục được phiếu. Đấy, bởi vì không chỉ người Đông Đức họ bất mãn đâu, người Tây Đức đấy cũng vậy. Cái số người bất mãn với chính phủ cực kỳ nhiều. Đấy, họ bất mãn vì những cái khoản tiền lương hưu bị cắt giảm. Đấy, rồi nhiều thứ cuộc sống giá cả là nhiều thứ là đắt đỏ lên, lương không không tăng mà lại giảm. Đấy, người thu nhập thì thu nhập thấp, thì thành thử ra là cuộc sống nói thật sự với các bạn là hào nhoáng bên ngoài thấy thế thôi. Chẳng hạn như chính phủ nó cứ báo cáo là chỉ có 2,5 triệu người thất nghiệp gì đấy thôi, nhưng thực tế cao lắm, thực tế cao hơn nhiều. Bởi vì ở Đức đây, bạn nên nhớ khi bạn đăng ký thất nghiệp, nếu như bạn trong thời gian đấy bạn bị ốm, bạn đi bác sĩ ốm, thì bạn cũng bị xóa ra khỏi danh sách vì vì bạn lúc bây giờ không có ở trên thị trường lao động.